tàu chiến Nga thực chất rời Tartus để sơ tán. Quý vị thân mến, hôm 11 tháng 4, những bức ảnh vệ tinh chụp căn cứ hải quân Tartus của Nga trên đất Syria cho thấy đoàn tàu chiến của nước này đã rời khỏi cảng. Các hình ảnh vệ tinh do hãng ImageSat International ISI của Israel chụp ngày 11 tháng 4 cho thấy gần như toàn bộ tàu chiến Nga tại quân cảng Tartus đã xuất phát không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa phát động cuộc tấn công quân sự nhằm vào Syria. Thông thường, Hải quân Nga vẫn triển khai lực lượng bao gồm 12 chiến hạm và tàu vận tải ở cảng Tartus để bảo vệ đất liền Syria từ ngoài khơi. Hành động trên của Nga ban đầu được suy đoán là đã ra khơi tham dự cuộc tập trận trên biển Địa Trung Hải như một động thái răn đe, đồng thời tranh thủ trinh sát nhóm tàu chiến Mỹ ở ngoài đó. Nhưng thật bất ngờ, theo Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Duma Quốc gia Hạ viện Nga, ông Vladimir Samanov, các tàu của Nga đã rời căn cứ ở Địa Trung Hải chỉ để đảm bảo an toàn. Ông Samanov cho biết đây là một hành động bình thường khi xuất hiện các mối đe dọa chỉ một cuộc tấn công. Như vậy, trái với nhận định ban đầu, nhóm tàu chiến Nga đơn giản đang thực hiện cuộc di tản chiến thuật. Tuyên bố của ông Samanov cũng là điều hợp lý vì căn cứ hải quân Tartus có thể trở thành một trong những mục tiêu bị tấn công bởi tên lửa hành trình Tomahawk hay tên lửa không đối đất của Liên quân. Hiện tại chưa rõ nhóm tàu chiến Nga có quay trở lại Tartus trong vài ngày tới hay không khi tình hình có chiều hướng lắng dịu, nhưng bằng động thái di tản chiến thuật này, dễ nhận thấy tuyên bố và hành động của Nga có độ vinh nhất định. Cần nhớ lại rằng khi chiếc Su-24 bị F-16 của không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi, Nga cũng đưa ra tuyên bố đanh thép không kèm, đồng thời cáo buộc chính phủ nước này tài trợ và hợp tác với khủng bố. Tuy nhiên, mọi việc đã đổi chiều hoàn toàn chỉ sau một năm, và bên chịu thiệt nhiều nhất vẫn chính là đồng minh Syria. Họ chưa được cung cấp S-400 như Ankara, lãnh thổ cũng bị Nga mặc cả trên lưng khi nhắm mắt làm ngơ và thỏa hiệp cho Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng Afrin. Tên lửa phòng không S-350E VTS đã xong, Việt Nam là khách hàng tiềm năng. Quý vị và các bạn thân mến, tin từ ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, tổ hợp tên lửa phòng không S-350E VTS thế hệ mới đã hoàn thiện và sẵn sàng được xuất khẩu cho khách hàng nước ngoài. Theo đó, ngay từ năm tới 2018, Nga sẽ bắt đầu chào bán cho khách hàng nước ngoài. Tổ hợp tên lửa phòng không S-350E VTS mới nhất. Loại tên lửa này sẽ gọn nhẹ hơn và rẻ hơn so với tên lửa phòng không tầm xa S-400, nhưng lại bao trọn năng lực của tên lửa S-300 và có khả năng diệt các mục tiêu ở tầm gần mà không cần phải có thêm các hộ vệ như Panzer và Tor. Các chuyên gia tin rằng sau khi VTS hoàn thiện công tác thử nghiệm và đưa vào hoạt động, chúng sẽ đánh bật các tổ hợp tên lửa phòng không Buk tập trung khỏi thị trường nước ngoài, tờ Ivestia Nga đánh giá. Tại diễn đàn kỹ thuật quân sự Army 2017, ông Yaroslav Zhinkan, phó giám đốc điều hành văn phòng thiết kế Almaz Anti, đã giới thiệu phiên bản xuất khẩu của tổ hợp tên lửa S-350E VTS này và khẳng định cuối năm nay, công tác thử nghiệm cấp nhà nước sẽ kết thúc sau khi được chính phủ Nga chấp thuận. Hiện nay, Almaz Anti đang đánh giá các dữ liệu về hiệu suất chiến đấu của tổ hợp khi thực hành xạ kích các mục tiêu thật trong nhiều loại tình huống và môi trường khác nhau. Việc thử nghiệm ba loại tên lửa của tổ hợp tên lửa phòng không S-350E VTS cũng gần như sắp hoàn tất. Tổ hợp S-350 kế thừa những kinh nghiệm quý giá thu được trong quá trình thiết kế tổ hợp tên lửa phòng không RMSAM cho Hàn Quốc. Trong đó, các chuyên gia Nga đã tiếp cận, học hỏi để ứng dụng những công nghệ tiên tiến từ nước ngoài để chế tạo những khối thiết bị thuộc phần cứng trong tổ hợp. Mỗi hệ thống VTS hoàn chỉnh gồm một xe điều khiển, 1 đến 2 xe radar đa chức năng 50N6E và 1 tới 8 xe mang phóng tự hành. Một trong những ưu điểm lớn nhất của hệ thống S-350 là số lượng đạn sẵn sàng phóng trên mỗi xe bệ có thể lên tới 12 quả. Do vậy, với một tiểu đoàn trang bị tổ hợp VTS hoàn chỉnh gồm 8 xe mang phóng tự hành, tổng lượng đạn có thể lên tới 96 quả. Và với 3 loại đạn tên lửa khác nhau gồm tầm ngắn, tầm trung và tầm trung xa, VTS không cần các hệ thống phòng không tầm gần bảo vệ hoặc phối hợp tác chiến vì nó hoàn toàn có khả năng độc lập đối phó với nhiều mối đe dọa từ trên không. Trong cùng một thời điểm, tổ hợp này có thể điều khiển được 32 tên lửa với sự hỗ trợ của radar thứ hai. Xe điều khiển của hệ thống S-350 VTS chỉ cần kiếp vận hành gồm có 3 người, mọi công việc hoàn toàn tự động. Chuyên gia Andrei Frolov, tổng biên tập tạp chí Arms Export, đánh giá trên tờ Izvestia rằng sau khi kết quả thử nghiệm cấp nhà nước của VTS được chấp nhận và đưa vào hoạt động,
chúng có thể trở thành món hàng hot cạnh tranh cùng họ tên Le Bouc trên thị trường xuất khẩu. Ông nói, VTS là một tổ hợp hoàn toàn mới, không phải được nâng cấp hiện đại hóa từ bất cứ tổ hợp tên lửa nào từng có thời Liên Xô. Nhờ đó, S-350E sẽ vượt trội các tổ hợp tên lửa trước đó, kể cả Buk M3 vừa mới được hoàn thiện gần đây. Đồng thời, chúng rẻ hơn đáng kể so với S-400, cho nên chắc chắn sẽ rất hấp dẫn đối với khách hàng nước ngoài. Chuyên gia Frolov tin rằng, tổ hợp tên lửa phòng không thế hệ mới này có thể sẽ được đặt mua bởi những quốc gia phải đề phòng các cuộc tập kích ồ ạt bởi tên lửa hành trình và máy bay không người lái, nhưng lại có khả năng tài chính hạn chế. Ông Frolov bình luận, sở hữu S-350E VTS, khách hàng sẽ có một tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung xa, gọn nhẹ, với khả năng chống tên lửa tuyệt hảo. Điều này rất quan trọng đối với các quốc gia muốn xây dựng mạng lưới phòng không đa tầng, đa lớp, uy lực nhưng lại không có nhiều tiền. Khách hàng tiềm năng bao gồm Việt Nam, Ấn Độ, Algeria, Armenia và các nước Trung Đông, những quốc gia không đủ khả năng tài chính để mua tên lửa phòng không tầm xa S-400. Công tác thiết kế tổ hợp S-350 VTOS được bắt đầu từ năm 2007 khi xuất hiện nhu cầu về một tổ hợp tên lửa phòng không hoàn toàn mới để trang bị cho các lực lượng mặt đất và hải quân Nga. VTOS được giới thiệu tới công chúng lần đầu vào năm 2013. Tuy nhiên, các vấn đề phát sinh trong quá trình thiết kế tên lửa mới đã khiến thời gian đưa vào sử dụng của tổ hợp này bị kéo dài tới tận bây giờ, Ivesia cho biết. Đừng lấy làm lạ khi một ngày nào đó, Mỹ đi mua vũ khí nước ngoài. Quý vị thính giả thân mến, Tổng thống Trump muốn Made in America được sản xuất tại Mỹ, trở thành một phương châm mới của quốc gia. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu vũ khí Mỹ kém ưu việt hơn vũ khí của các quốc gia khác, tới mức họ sẽ phải nhập khẩu những khí tài nước ngoài để có được những công nghệ tốt nhất? Một số chuyên gia từng cảnh báo rằng Mỹ có nguy cơ tụt xuống vị trí thứ hai trong lĩnh vực công nghệ quân sự. Song những lời cảnh báo này lại thường được xem như một cái cớ để thúc đẩy chi tiêu quốc phòng hoặc mua sắm những loại vũ khí đắt tiền. Nghiên cứu mới nhất từ Vụ Khảo cứu Quốc hội Mỹ CRS đã cảnh báo rằng những quốc gia như Nga và Trung Quốc không chỉ đang nâng cấp các hệ thống chiến đấu trên bộ hiện có, tăng cường khả năng chiến đấu sống sót, mà còn phát triển các hệ thống chiến đấu hoàn toàn mới để phục vụ nhu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu. Nga đang phát triển xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến T-14 Armata, trong khi Mỹ vẫn sử dụng mẫu xe tăng Abrams và xe chở bộ binh Bradley đã có từ thời chiến tranh lạnh. Mẫu xe chiến đấu mới để thay thế chúng không thể được triển khai trước năm 2035. CRS dự đoán có khả năng một hoặc nhiều hệ thống chiến đấu trên bộ mới do nước ngoài phát triển sẽ ra đời và vượt trội hơn các hệ thống của Mỹ. Báo cáo của CRS đề cập tới một loạt khía cạnh mà các xe thiết giáp của Mỹ hoặc thua kém hoặc ít nhất là mất đi lợi thế về mặt công nghệ. Mặc dù các cảm biến tiên tiến như thiết bị ảnh nhiệt từng mang lại cho xe thiết giáp Mỹ lợi thế trong các cuộc xung đột như chiến tranh vùng vịnh lần 1, nhưng giờ đây chúng đã trở thành trang bị tiêu chuẩn trên xe thiết giáp của nhiều quốc gia. Các quốc gia như Nga và Israel đã và đang triển khai hệ thống phòng thủ chủ động. Trong khi đó, Mỹ mặc dù đã quan tâm đến ABS từ lâu nhưng vẫn chưa thấy triển khai hay phát triển hệ thống nào. Hệ thống phòng thủ chủ động ABS được xem là phương thức kết hợp với lớp giáp của xe tăng để tăng cường khả năng sống sót cho kiếp chiến đấu trước mối đe dọa ngày càng gia tăng. Một số xe tăng như Merkava, MK4 của Israel và T-14 Armata của Nga được thiết kế với hệ thống ABS là thành phần chính thay vì chỉ là một hệ thống trang bị thêm cho xe tăng. Pháo 25mm trên xe chiến đấu Bradley có cỡ nòng nhỏ hơn so với các loại vũ khí cỡ 30-40mm trên nhiều xe chiến đấu bộ binh khác. Pháo tự hành Paladin và các hệ thống pháo phản lực phóng loạt của Mỹ đã bị các mẫu pháo nước ngoài vượt xa về tầm bắn. Trong chiến tranh lạnh và hai cuộc chiến tranh vùng vịnh, Mỹ đã may mắn khi không phải đối đầu với những khí tài tiên tiến. Trước đây, Liên Xô thường cung cấp cho khách hàng ở thế giới thứ ba các phiên bản vũ khí đã bị cắt giảm đáng kể tính năng so với phiên bản nội địa. Tuy nhiên, theo CRS, hiện nay Nga và Trung Quốc đang tích cực xuất khẩu các loại vũ khí tiên tiến. Vì thế, dù nổ ra xung đột với một quốc gia nhỏ hơn, Mỹ vẫn có thể phải đối mặt với các loại vũ khí tinh vi như xe tăng T-90 của Nga và xe tăng MBT-3000 do Trung Quốc chế tạo. Theo lẽ thường, ngay cả nếu Mỹ có tụt lại phía sau trong lĩnh vực xe tăng hay một số loại vũ khí khác, thì họ vẫn sẽ bắt kịp được đối thủ bằng đầu tư thêm nhiều nguồn lực để phát triển và mua sắm. Thế nhưng thực tế cho thấy chương trình phát triển và mua sắm của Mỹ đang gặp vấn đề. Tiêm kích tàng hình F-35 chỉ vừa mới đi vào phục vụ sau hơn 20 năm kể từ khi hợp đồng phát triển đầu tiên được trao cho nhà thầu. Với tình hình này, Mỹ có thể sẽ mất tới hàng thập kỷ để phát triển mẫu xe tăng mới. Điều này làm dấy lên một vấn đề tương đối nhạy cảm, liệu Mỹ có cần mua vũ khí nước ngoài để duy trì lợi thế quân sự hay không? Theo CRS, Mỹ đang phải đối mặt với sự gia tăng của các hệ thống chiến đấu trên bộ do nước ngoài chế tạo, cùng với đó là khoảng thời gian rất dài để phát triển, triển khai hệ thống chiến đấu mới theo quy định mua sắm của Bộ Quốc phòng, cũng như những hạn chế hiện nay và sắp tới về mặt ngân sách quốc phòng.
Tất cả những điều đó có thể sẽ khiến các nhà hoạch định chính sách Mỹ xem xét lại tính khả thi của việc mua sắm các hệ thống chiến đấu tiên tiến trên bộ từ nước ngoài và sau đó sửa đổi chúng để đáp ứng nhu cầu của lục quân như họ đã từng làm trước đây. Theo nhà phân tích Michael Peck trên tạp chí National Interest, tới một mức độ nào đó, vấn đề này chắc chắn sẽ không thể tránh né được nữa. Vũ khí rất dễ bị sao chép, dù là xe tăng hay cảm biến nhìn đêm, bất cứ thứ gì được một quốc gia triển khai thì các quốc gia khác sẽ nhanh chóng copy lại. Sẽ là mù quáng nếu cứ cho rằng vũ khí Mỹ tốt nhất thế giới chỉ bởi chúng do Mỹ sản xuất. Hơn nữa đây sẽ không phải là lần đầu tiên Mỹ nhập khẩu vũ khí. Lầu Năm Góc thường sử dụng máy bay không người lái của Israel và vũ khí chống tăng của Thụy Điển. Ngoài ra, hiện nay có quá nhiều phụ tùng trong các loại khí tài của Mỹ là do Trung Quốc sản xuất. Tuy nhiên, rắc rối thực sự theo quan sát của CRS là quân đội Mỹ dường như có phần cam chịu rằng họ sẽ tụt lại phía sau trong cuộc chạy đua vũ trang với các nước khác. Qua chiều dài lịch sử, không có gì lạ khi các lực lượng quân đội lo ngại rằng đối thủ của mình sẽ mạnh hơn và được trang bị tốt hơn họ. Tuy nhiên, đối với nước Mỹ, quốc gia kể từ Thế chiến II luôn tự hào là nước có công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới, thì đây có thể coi là một sự thất thế. So sánh sức mạnh và trí thông minh bom của quân đội Nga-Mỹ. Quý vị thính giả thân mến, ngày 18 tháng 2 năm 2017, GVO có đăng bài Mỹ thử nghiệm thành công loại bom hàng không mới có khả năng thay thế tên lửa. Cách đây hơn 40 năm, ngày 22 tháng 12 năm 1976, Liên Xô đưa vào trang bị bom hàng không chịu nhiệt FAB-500T. Chúng được Tập đoàn Khoa học Công nghiệp Banzan thiết kế riêng cho máy bay ném bom MiG-25RB. Các loại bom khác không thể sử dụng được cho chiếc máy bay siêu âm này. Máy bay trinh sát ném bom MiG-25RB được bàn giao cho các đơn vị không quân Xô Viết năm 1971 là biến thể của máy bay đánh chặn MiG-25. Nó có thể tăng tốc độ lên đến 3.000 km/h và lấy độ cao đến 20.700m. Với tốc độ gần đạt 3M như vậy, vỏ thân máy bay có thể nóng tới 300 độ hoặc hơn. Vì thế, nhôm chỉ chiếm 11% trong tổng số khối lượng vật liệu chế tạo máy bay. Các vật liệu chủ yếu là titan và thép. Các quả bom được treo trên các mốc bên ngoài cũng nóng lên đến một nhiệt độ tương tự như vậy khi MiG-25RB bay. Hơn nữa, khi bom được ném từ máy bay đang bay ở tốc độ 2M và ở độ cao rất lớn, nó còn có nhiệt độ cao hơn. Vì vậy, không chỉ các tham số của bom có thể thay đổi, mà trong nhiều trường hợp, hiệu quả của đòn tấn công từ trên không bằng kiểu bom này xuống còn bằng không. Vì thế mà phải thiết kế bom chịu nhiệt FAB-500T riêng cho MiG-25RB. Chính MiG-25RB là loại máy bay đầu tiên trong lịch sử ném bom khi đang bay với tốc độ siêu âm. Lần thử nghiệm đầu tiên được thực hiện tại Belarus trên trường bắn Polensky. Bom được thả từ độ cao 20km, bay theo quán tính 40km và khi nổ đã tạo một cái hố sâu 2,5m, đường kính 4,5m. Bán kính nổ văng của các mảnh bom 870m. Trong trường hợp cho nổ chậm sau khi tiếp đất, hố bom sẽ có chiều sâu 13m, đường kính 22,5m. Bán kính nổ văng của các mảnh bom 430m. Sở dĩ có được hiệu quả như vậy là vì tiếp đất với tốc độ lớn, bom khoan sâu vào trong lòng đất và sau đó mới nổ. Các tính năng của FAB-500T như sau. Tổng trọng lượng là 530kg, chất nổ tính tương đương TNT 256kg, dài 247cm, đường kính 40cm. Bán kính tiêu diệt tối đa các phương tiện kỹ thuật không bọc thép là 200m. Bán kính tiêu diệt tối đa các phương tiện kỹ thuật bọc thép là 75m. Hiện nay, không quân, bộ đội, đường không vũ trụ của Nga đang có trong trang bị bom chịu nhiệt có công suất lớn hơn là FAB-1500T. Loại bom bộc phá hiện đại công suất lớn nhất của Nga hiện nay, FAB-9000M54. Nó được chế tạo từ những năm 50 thế kỷ trước cho máy bay siêu trọng Tu-95. Trọng lượng bom là 9.407kg, trọng lượng chất nổ là 4.297kg, được ném từ độ cao 16.000m và khi máy bay đang bay với tốc độ 1.200km/h. Bom FAB-9000M54 được sử dụng nhiều trong chiến tranh tại Afghanistan từ 1979 đến 1989. Không quân Liên Xô đã ném xuống các trận địa kiên cố của các chiến binh gần 500 quả bom kiểu này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hiệu quả sử dụng FAB-9000M54 không được như tính toán bởi vì độ chính xác khi tiếp đất của bom không cao, các hang đá nơi các chiến binh bố trí các căn cứ và nhà máy sản xuất đạn dược quá vững chắc. Trong trường hợp này, sử dụng tên lửa KH-25 với độ sai số cách mục tiêu nhỏ hơn 2m hiệu quả hơn nhiều. Tên lửa 25 KH phóng từ Su-25 chui vào trong hang đá, tiêu diệt sinh lực và phương tiện kỹ thuật của đối phương. Bom hạng nặng được sử dụng chủ yếu là để gây sức ép tâm lý cho đối phương. Còn một lý do nữa tất nhiên là không được công bố công khai, có những quả bom đã gần hết thời gian bảo quản. Ném bom là phương pháp thanh lý chúng rẻ tiền nhất. Tại Afghanistan đầu những năm 2000, người Mỹ cũng hành động tương tự như người Nga trong những năm 80. Cùng với một thành tích tương đương, quân đội Mỹ sử dụng bom rơi tự do BLU-82 B Daisy Cutter.
trọng lượng chất nổ là 5.715 kg. Cũng tại Afghanistan, Mỹ đã cho thử nghiệm bom chân không thế hệ mới GBU-43 với trọng lượng chất nổ 8.480 kg. Các nhà thiết kế bom này khẳng định là công suất của loại chất nổ mới này lớn hơn TNT tới 1,35 lần. Thời đại bom thông minh. Cho đến một thời điểm nhất định, GBU-43 của Mỹ là loại bom phi hạt nhân có sức công phá mạnh nhất. Tuy nhiên, năm 2007, Nga đã cho thử nghiệm một loại bom có công suất cực lớn. Nguyên tắc hoạt động của nó cũng tương tự như GBU-43 của Mỹ và được đặt tên là bom hàng không chân không công suất cao. Bom chân không đã được người Mỹ sử dụng từ trong chiến tranh Việt Nam. Người Việt Nam đã từng được trải nghiệm loại bom này, nên nguyên tắc hoạt động và sức mạnh hủy diệt của nó đã được nói tới nhiều trên các phương tiện. Xin không nhắc lại ở đây. Bom hàng không chân không của Nga thử nghiệm năm 2007 có công suất tương đương 44 tấn TNT. Trước đó thì nó chưa có loại bom nào có sức công phá mạnh như thế. Giữa bom chân không EGBU-47 hiện có của Mỹ và bom chân không của Nga có sự khác biệt tương đối lớn. Sở dĩ có sự khác biệt đó là do bom Nga sử dụng loại chất nổ mới với thành phần dĩ nhiên là được giữ tuyệt mật. Bom Mỹ với trọng lượng chất nổ 8.200 kg có đương lượng nổ 11 tấn TNT, còn bom Nga trọng lượng chất nổ 7.100 kg nhưng công suất tương đương 44 tấn TNT. Thêm nữa, diện tích hủy diệt của bom Nga gấp 20 lần bom Mỹ, còn nhiệt độ cháy gấp 2 lần. Có thể hình dung sức công phá của bom chân không Nga như sau: 90m cách tâm nổ, các kết cấu kiên cố nhất bị đánh sập hoàn toàn; 200m cách tâm nổ, những kết cấu không kiên cố bị phá hủy hoàn toàn, các công trình bê tông cốt thép gần như bị phá hủy hoàn toàn; 300m cách tâm nổ, những công trình không kiên cố kiểu công trình nhà ở, nhà cao tầng bị phá hủy hoàn toàn, các công trình kiên cố thì bị phá hủy một phần; 450m cách tâm nổ, những công trình không kiên cố bị phá hủy từng phần; 1.100m cách tâm nổ, sóng xung kích làm vỡ kính; 2.300m cách tâm nổ, sóng xung kích thổi ngã người đi đường. Chắc chắn là trong thế kỷ mới, sẽ không còn nước nào chế tạo bom rơi tự do. Chúng đã được thay thế bằng bom có điều khiển hoặc bom bay. Những kiểu bom này còn được gọi là bom thông minh. GBU-43 của Mỹ vừa nói tới ở trên cũng là một kiểu bom như vậy. Gần như có thể khẳng định là sau khi tiến hành một số thử nghiệm nữa, bom chân không của Nga vừa nói tới ở trên cũng có khả năng tự tìm đến mục tiêu. Nhưng thực ra bom thông minh không phải là cái gì đó quá mới. Người Đức đã sử dụng chúng từ năm 1943 để tấn công các tàu Anh với độ chính xác cực cao từ cự ly 8 km. Một năm sau đó, không quân Mỹ cũng tấn công người Nhật bằng bom thông minh, cùng với việc vũ khí hạt nhân được chế tạo và được coi là điều kiện cần và đủ để giành chiến thắng quân sự. Kiểu vũ khí thông minh này bị lãng quên. Các kỹ sư vũ khí chỉ là quan tâm đến chúng vào giữa những năm 1960. Những quả bom hàng không có điều khiển đầu tiên rất không hoàn thiện, trước hết bởi vì chúng được dẫn tới mục tiêu bằng tín hiệu vô tuyến. Rất không lâu sau khi được bom sử dụng, bên phòng thủ bắt đầu sử dụng thiết bị áp chế sóng vô tuyến để đối phó. Hiện nay, so với một số các phương pháp dẫn bom có điều khiển đến mục tiêu là radar, laser, hồng ngoại, vô tuyến, vệ tinh, GPS và GLONASS, sai số xác suất vòng tròn khi áp dụng các phương pháp này nằm trong khoảng từ mấy chục mét đến 2-3 mét. Ưu thế nổi trội của bom hàng không khi có điều khiển so với bom rơi tự do không chỉ ở chỗ làm tăng độ chính xác khi ném bom. Khi bay theo quán tính ở cự ly đến 60 km, chúng cho phép các máy bay ném bom phương tiện mang không phải bay vào khu vực phòng không của đối phương. Tuy vậy, trong trường hợp tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumph được sử dụng với khả năng bắn hạ bất cứ mục tiêu trên không nào ở cự ly đến 400 km, thì ưu thế này của bom thông minh cũng sẽ gần như bằng không. Còn về việc tại sao bom có thể bay được một cự ly lớn như thế, thì nguyên tắc này rất đơn giản. Dù không có bất kỳ động cơ nào, bom bay được là nhờ mở các cánh thân sau khi rời máy bay và cơ động được nhờ các cánh đuôi. Cần phải nói thêm rằng, cùng với sự phát triển bùng nổ của các công nghệ thông tin, chất lượng của bom thông minh cũng thường xuyên được nâng cao. Hiện có tin là chỉ sau một thời gian ngắn nữa, chúng sẽ được dẫn tới không chỉ các mục tiêu cố định mà cả các mục tiêu đang cơ động. Trong trang bị của Mỹ, có khoảng 20 mẫu bom hàng không có điều khiển. Phần lớn trong số đó sử dụng hệ thống điều khiển laser. Trong các model mới nhất, nó được bổ sung hệ thống điều khiển GPS. Khối lượng chất nổ lớn nhất được nhồi vào bom là 830 kg, nhỏ nhất đến 100 kg chất nổ. Mặc dù các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin là các bom hàng không của Mỹ có thể bay hơn 100 km, nhưng trên thực tế con số trên khiêm tốn hơn. Kỷ lục về cự ly bay thuộc về GBU-43 bằng 65 km. Đối với tất cả các kiểu bom còn lại, chỉ số trên chỉ trong khoảng 12 đến 24 km. Còn về sai số xác suất vòng tròn của bom Mỹ vào khoảng 7 m. Còn trong trang bị của không quân Nga có hai kiểu bom thông minh KAB-500 và KAB-1500. Mỗi kiểu có một số biến thể tùy thuộc vào phần đầu tác chiến. Phần tác chiến của bom có thể là bộc phá nổ mảnh, xuyên thép, xuyên bê tông. Còn có cả biến thể bom chống ngầm có thể nổ ở độ sâu đến 150 m khi sóng biển cấp 6.
Cự ly bay của bom Nga kém hơn bom có điều khiển của Mỹ chỉ đến 12 km, nhưng độ chính xác cao hơn. Sai số xác suất vòng tròn nằm trong khoảng từ 3 đến 7 mét. Năm 2011, tại triển lãm hàng không Musk 2011, nhà sản xuất đạn dược Regent đã cho giới thiệu sản phẩm mới nhất, bom hàng không KAB-250, các tính năng của nó không được công bố. Tuy nhiên, có một loạt các dấu hiệu có thể cho rằng bom này sẽ được sử dụng cho các máy bay tiêm kích thế hệ 5 của phòng thiết kế Sukhoi là T-50. Chắc chắn KAB-250 sẽ là một loại bom thông minh mới về chất. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.